Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì đúng ra là Khải sẽ chuẩn bị là tắt chương trình. Khải không có tính làm chương trình livestream nữa. Nhưng mà ngoài kia trời đang mưa. Mà lâu nay Khải nói Khải rất thích làm chương trình trong lúc mưa, kính thưa quý vị. Và hôm nay thì đúng ra là Khải tính là từ tuần tới thì mới bắt đầu chương trình gọi là full time, tức là làm radio mà Khải nói cái ca đó, tức là Khải có hứa với anh David Minh là Khải không làm thì thôi, nhưng mà nếu mà Khải làm thì trong thời gian đầu khi mà anh Minh còn bận rộn và đài còn chưa có sắp xếp chương trình để có gọi là fill up đó, để mà lên hết chương trình thì Khải xin phép được ít nhất cái phần của Khải là khi mà Khải bắt đầu làm thì có thể là Khải sẽ lấy cái phần ban đêm. Tức là Khải thấy tuần rồi bắt đầu làm đó thì có thể là Khải tính tuần tới khi mà bắt đầu làm chương trình với anh David Minh đó thì anh em có thể ngồi bắt đầu chương trình với nhau. Rồi nếu mà anh Minh có mời khách, có lên chương trình cho khách nào thì Khải cũng sẵn sàng Khải ngồi chung hầu chuyện, hoặc là Khải có thể nhường giờ cho những cái vị khách mời đó. Nhưng mà sau khi sau đó rồi đó thì đêm nào Khải cũng sẽ ở lại Khải làm chương trình cho đến gọi là khoảng 3-4 giờ sáng. Tức là ít nhất một cái ca nó khoảng 8 tiếng, Khải sẽ làm một cái chương trình dài 8 tiếng. Tức là Khải sẽ chịu trách nhiệm cái chương trình dài 8 tiếng. Không có nghĩa là Khải ngồi Khải lại nhại hết 8 tiếng, nhưng mà Khải sẽ làm chương trình 8 tiếng. Thì từ từ Khải sẽ phải giống như có cái phần của mình, Khải cũng phải có mời khách. Đó là lý do tại sao mà Khải kêu gọi các bạn nào mà những người hồi xưa có một thời gian cộng tác với Khải, đã từng làm việc với Khải, thì Khải rất mong được quý vị liên lạc lại với Khải để Khải lên chương trình. Có thể kết nối qua Zoom, qua Facebook. Khải nghe nói bây giờ YouTube cũng có thể kết nối được, tức là mình cùng làm YouTube với nhau. Thì rồi hoặc là Khải sẽ phát lại những cái chương trình mà Khải đã thực hiện trước đây. Thì trong thời gian mà ban ngày khi mà chưa lên chưa phát thanh đó, thì có thể Khải ngồi Khải cũng edit lại, xem xét lại, sàng lọc, cắt xén bớt lại, không phải là để mà gọi là thay đổi cái nội dung, nhưng mà giả dụ về phần kỹ thuật, phần âm thanh, hoặc là sau này có điều kiện, có thời gian thì Khải sẽ cắt bỏ những cái phần dư thừa, giống như những cái câu mà phải không ạ, phải không ạ, phải không ạ. Nếu mà Khải có thời gian mà cắt bớt được những cái phần đó, Khải cũng lọc bỏ đi luôn, để cho chương trình nó hoàn thiện hơn chứ không phải hoàn hảo. Tức là nó bớt đi những cái gọi là lọc bớt đi những cái mà thiếu sót, đại khái như vậy. Thì đúng ra thì hồi nãy Khải lên Khải chỉ tính là tại vì Khải nghĩ cũng đang chạy thử thôi, chưa phát thanh, thành ra chắc cũng chưa có khán thính giả, tại vì thật sự anh Minh với Khải cũng đang trong thời gian thử nghiệm thôi, chưa có công bố rộng rãi, chưa có họp báo, chưa có anh Minh nói là trong tuần tới thì sẽ những cái cơ quan truyền thông đồng nghiệp của ảnh, bạn bè của ảnh, hoặc là ảnh sẽ quảng cáo. Có nghĩa là lúc đó mới chính thức là có những cái cơ quan truyền thông họ giới thiệu cái đài radio của anh David Minh. Thì hy vọng đến lúc đó thì là chương trình chúng tôi cũng đã tạm không có còn những cái lỗi kỹ thuật nữa, tức là không có còn gặp những cái trở ngại kỹ thuật, giống như đang phát thanh tự nhiên cái bị mất sóng, bị mất mất tiếng, ví dụ như vậy. Thì đó là Khải tính là trong mấy ngày hôm nay thì tụi Khải sẽ hoàn thiện, tức là thử những cái làm những cái thử nghiệm những cái nội dung, những cái chương trình theo cái hướng mà mình muốn. Nhưng mà hồi nãy Khải đến thì thấy cũng gần 8 tiếng rồi mà trời ngoài thì nói là mưa hơi quá cũng, nhưng mà nói chung nó mưa bụi, mưa phùn. Khải đi vô thì biết là có lất phất vài cái hạt li ti bụi mưa thôi, chứ cũng chưa có hẳn là mưa, nhưng mà rõ ràng là có bụi mưa, lúng phúng bụi thôi chứ cũng chưa phải là mưa phùn nữa. Thì cứ coi như là Khải đang làm chương trình và ngoài đang mưa. Cái đó là cái mà hồi nãy anh Minh với Tài cũng nói là không ngờ đến gần cuối tháng 5 rồi mà vẫn còn mưa.
Các bạn nào mà ở Việt Nam thì chắc không biết, chứ còn như tôi Khải ở Cali mấy chục năm đó thì mưa là một cái chuyện nó cũng không hẳn là hy hữu, nhưng mà nói chung là một năm thì cái mùa mưa, Khải ở đây mấy chục năm, 40 năm mà Khải cũng không nhớ mùa nào là mùa mưa. Khải chỉ biết là có năm thì mưa vài ngày, có năm mưa mười mấy ngày, có năm thì có 1 2 tháng mưa, nhưng mà nói chung cái mùa mưa đó mưa được vài bữa vài lần là may mắn lắm rồi. Mà Khải thấy năm nay tương đối mưa nhiều, tức là từ năm ngoái luôn Khải thấy có những trận mưa lớn rồi mưa liên tục mấy ngày, nhất là năm nay có lúc mưa cách đây 2 3 tuần vẫn còn mưa, mà hình như 1 2 tháng trước cũng mưa dầm dề và đến bây giờ vẫn còn mưa lúng phúng. Thì nói chung là tương đối là được mùa, tại vì đối với những người như Khải ở Cali, các bạn biết là cách đây khoảng 1 2 năm là Cali hạn hán cả 10 năm trời, những cái hồ chứa nước nó cạn luôn, nó cạn đáy lòi xương người ra, những cái xác chết bị mất tích bao nhiêu năm là bây giờ nó lòi, nó tức là cạn cái những cái hồ nó bị cạn đó, cái đáy nó mới nó chờ đáy ra mới mới thấy những cái bộ xương, rồi mới đi dạo nghiệm mới biết là những cái nạn đó là những cái nạn nhân bị mất tích mười mấy năm nay, hoặc là chờ ra những cái khung tàu bị chìm rồi đại khái. Nhưng mà năm nay mưa hình như là bên miền Bắc là bị lụt luôn, bị lụt những con sông bị lụt. Nhưng mà thật sự đối với những người như Khải, ngoài vấn đề ủy mị ra, Khải có một thời gian ở Seattle thì rất thích cái thời tiết, cái dạng mà giống như Đà Lạt hoặc là ở Việt Nam mình nữa, cứ là cứ mưa, Khải thích trời mưa. Mà nhất là nếu mà mình không có phải là lâm vào cái hoàn cảnh mà màn trời chiếu đất á, tại vì hồi xưa có thời gian Khải đi săn, lúc mà đang đi săn trong rừng mà trời mưa là chịu trận thôi, nhưng mà Khải cũng lội mưa đi săn, thành ra Khải biết cái hoàn cảnh mình màn trời chiếu đất. Nhưng mà nếu mà mình có nóc nhà không bị dột, mà cứ ngồi trong nhà ngó ra cửa kính mà không bị lạnh, không bị ướt, không bị dột, mà cũng không nhà cửa không bị trở ngại, không bị hư hao gì, thì rõ ràng đó là một cái thú, đó là một cái mà đối với Khải đó là mình nói chung là Cali mà có được trời mưa thì đối với những người như Khải đó là một cái chuyện mà không dám nói là một cái niềm hạnh phúc, cũng không phải nói là cái gì hy hữu, nhưng mà cũng nói chung là người ta nói là Cali nắng ấm thì các bạn biết rồi, một năm có 365 ngày thì chắc 360 mấy ngày là trời nắng rồi. Giống như Khải nói á, một năm mưa không đến mấy chục ngày đâu. Thành ra ngày nào mưa được là tụi Khải, những người như Khải trân trọng ngày đó. Thành ra nói chung Khải rất thích trời mưa. Và nhất là nếu mà giống như Khải nói trời mưa mà mình là cũng thuộc loại ủy mị thương vay khóc mướn, mà ngồi làm livestream mà ngoài kia trời mưa róc rách rồi này kia, ở đây thì không có máy tôn để nghe nó ton 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 ton, nhưng mà nói chung thì cũng là một cái điều lý thú. Thành ra hy vọng Khải còn tiếp tục cộng tác với anh Minh lâu dài, và năm tới Cali tiếp tục mưa, và đến lúc đó thì Khải sẽ chính thức có những cái cơ hội làm chương trình trong lúc dưới trời mưa nhiều hơn nữa. Thì trên đường đi hồi nãy Khải, từ nãy giờ Khải mở máy lâu rồi, thì có cái phát cái phần cuối thì Khải tưởng là đã bật máy livestream, nhưng mà cái phần cuối đó thì có lẽ các bạn không nghe, thì bữa nào Khải xin phép được bật lại, tại vì Khải thấy cái đoạn cuối này nó cũng Khải rất là tâm đắc cái phần đó. Có lẽ chút nữa Khải xin phép được bật lại. Và giống như trên đường Khải lên đây thì Khải nói là hồi hồi hôm qua cũng như hồi hồi hôm kia, tức là hôm chiều thứ sáu đó, chiều thứ sáu đó với hồi tối hôm qua, tối thứ bảy, thì Khải với anh David Minh trong lúc điện tin thì còn một vài phần, tức là có nói về cái giải pháp hòa bình cho Ukraine đó, khi mà Khải với anh Minh quên nhắc đến cái vấn đề mà ngày hôm nay là đã loan ra cái tin hình như nói là Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian, tức là hồi Nga nói là thứ năm là hàng chót, và hồi hôm thứ tư thì Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian để Nga và Ukraine đã đồng ý với nhau, có nghĩa là Nga đồng ý cho Ukraine tiếp tục xuất khẩu nông sản qua biển Hắc Hải. Có nghĩa là biển Hắc Hải thì thực sự là cũng là được cái sự giám sát của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là
hạm đội Biển Đen của Nga. Bởi vậy nếu mà Nga mà họ tuyên bố mà nói là Ukraine là đang là kẻ thù của họ đó, thì đương nhiên họ có quyền họ cấm không cho những cái tàu này đi qua cái vùng Biển Đen, Hắc Hải. Mà các bạn biết nếu mà lương thực, nông sản của Ukraine mà không được vận chuyển qua cái gọi là cái đường biển đó đó, thì sẽ gây ra cái nạn đói ở châu Phi, kể cả ở Thổ Nhĩ Kỳ hay là ở những cái nước khác. Thành ra trong lúc mà chiến tranh thì các bạn biết những nhà mà nhân quyền, những người mà hoạt động xã hội, họ cũng rất lo sợ cái viễn cảnh mà thế giới sẽ xảy ra cái nạn đói, chết hàng triệu người nếu mà Nga và Ukraine tiếp tục mà có chiến tiếp tục mà gọi là chiến đấu với nhau, và nhất là Nga mà cấm vận hoặc là nó gọi là blockage, là ngăn chặn không cho Ukraine xuất khẩu nông sản, thì không những là Ukraine không có ngân quỹ để mà gọi là duy trì cuộc chiến, nhưng mà cái chính là Ukraine bị thiếu tiền là một chuyện, nhưng mà cái chính là sẽ có rất nhiều người, những nước nghèo ở châu Phi sẽ chết đói. Thì cái đó là Khải tính là hồi chiều nếu mà có thời gian thì Khải có sẽ ngồi chia sẻ với anh Minh nhiều hơn. Nhưng mà giống như Khải nói đó, tức là ánh sáng dưới cuối đường hầm, Khải đã thấy được phong phanh là cái đường hướng mà Hoa Kỳ và thế giới họ sẽ có giải pháp để cho Nga với Ukraine phải ngồi lại với nhau, phải ký kết thỏa hiệp ngừng bắn, hay là tạ tạ đình chiến, hay là coi như là chấp nhận một cái vùng đệm gì đó, nói chung là ngừng chiến, đại khái là chấm dứt cái cuộc chiến tranh này, để mà gây quá nhiều chết chóc cho thường dân. Cũng như nếu mà Nga không có nhân nhượng mà nói thôi bây giờ chiến tranh là chiến tranh, nhưng mà những cái tàu mà chuyên những cái tàu vận tải nông sản của Ukraine thì vẫn có thể tiếp tục vận chuyển nông sản qua cái vùng biển của Nga mà kiểm soát. Thì đó là Khải có nói với anh Minh, Khải nói đó chứng minh cho chúng ta thấy là chiến tranh nhưng mà nó chưa đến cái độ gọi là chiến tranh hủy diệt toàn diện. Hủy diệt toàn diện có nghĩa là bất cứ thủ đoạn nào, bất cứ phương thức nào, tao với mày không đội đội trời chung, tao phải giết mày đến gọi là mà một cái thằng dân Nga cuối cùng, tên lính Nga cuối cùng, thằng lính Ukraine cuối cùng, là tao với mày không đội trời chung, là tận diệt hủy diệt, thì không đến độ như vậy. Có nghĩa là họ chiến tranh là chiến tranh, bắn phóng hỏa tiễn là phóng hỏa tiễn, bắn trận là bắn trận, nổ bom là nổ bom, thả lựu đạn là thả lựu đạn, tức là vẫn chiến đấu, nhưng mà một mặt thì họ vẫn thương lượng, vẫn thương thảo, và bằng chứng là Nga vẫn chấp nhận cho những cái tàu vận chuyển nông sản của Ukraine đi qua vùng biển Hắc Hải. Cũng như là theo Khải biết là mới đây hồi tối hôm qua thì đã nói là những cái nước mà Nam Phi đã đứng ra để mà làm trung gian để mà Nga và Ukraine sẽ thương thảo với nhau, đàm phán với nhau, cũng như là trong cái cuộc họp G7 mới nãy Khải về, Khải thấy có những cái hình trên Facebook, hình chụp của Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay với ông thuộc Tổng thống Vladimir Zelensky của Ukraine. Thì đó cũng là một cái động thái cho thấy là Việt Nam đã có sự biến chuyển. Khải không dám nói là quay xe, nhưng mà rõ ràng đã ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, bắt tay với Zelensky, Tổng thống của Ukraine, chứng tỏ là Việt Nam cũng cũng không đến độ mà quá gọi là e dè để mà sợ Nga, gọi là mất lòng Nga, hoặc là ít nhất là không biết là gió đã đổi chiều chưa, nhưng mà có một cái biến chuyển nào đó, có thể là không phải 180 độ, nhưng mà có thể là tốc độ nó đã giảm cái gọi là cái gì đó, cái sự mà nếu mà gió nó không còn là cuồng phong nữa, mà bây giờ nó chỉ là những cái ngọn gió hiu hiu thôi, ví dụ như vậy. Chứ Khải không biết là gió đã đổi chiều hay chưa, nhưng mà ít nhất
cái hình chụp của Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay với ông Zelensky đã cho ta thấy một cái thái độ của Việt Nam, cũng như có một cái hình tượng, một cái nó gọi là một cái impression, một cái appearance, một cái hình ảnh mà rõ ràng là các bên đã sẵn sàng là đối thoại với nhau, bắt tay nhau, nói chuyện với nhau, không còn giống như phải nói là coi nhau là kẻ thù không đội trời chung, mà phải tận diệt, phải là triệt gọi là triệt tiêu nhau. Thì Khải cũng như hồi hôm tối thứ sáu Khải có nói đó, là rất hy vọng trong một ngày gần đây thì dưới cái sự áp lực hoặc là những cái lời kêu gọi của thế giới, những người yêu chuộng hòa bình, thì hai bên Nga và Ukraine sẽ có tìm ra được cái hướng để mà rút lui trong danh dự, để mà ký kết những cái hiệp ước nào đó, để mà hai bên đều có thể chấp nhận được, hai bên đều có thể về để tự hào là đã đạt được những cái mục đích, những cái yêu cầu của mình, và ai cũng là kẻ chiến thắng. Nhưng mà cái quan trọng là sẽ là chiến tranh sẽ chấm dứt và thế giới hòa bình sẽ được vãn hồi, và nhất là những người dân vô tội thì sẽ kể cả những thanh niên của Nga, thanh niên của Ukraine, đàn ông không phải lo sợ phải bị gọi là kẻ lấy đó là hồi đó Việt Nam tổng động viên, tức là phải bị bắt quân dịch đó, quân dịch mà bắt buộc đó, chứ không phải là tự nguyện giống như Hoa Kỳ trong thời bình. Và nhất là những người dân vô tội thì họ có thể lại tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường, để mà nó gọi, tiếng Anh nó gọi là có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, để mà ai có ý chí, nghị lực và có cố gắng thì có thể có tìm được cho họ một cái tương lai hạnh phúc, ấm no và an bình, thay vì bây giờ như vậy, không biết là lúc nào thì bom đạn sẽ nổ, là phá nát nhà mình, kể cả cướp đi mạng sống của mình, những người thường dân vô tội. Thì Khải rất mong chuyện đó sẽ sớm xảy ra, và cái đó là cái đúng ra là Khải hồi nãy Khải có thể muốn chia sẻ trong lúc anh David mình còn ở đây, nhưng mà thôi tạm thời bây giờ Khải nói như đó thôi, tại vì hồi nãy về nhà Khải còn thấy những cái bài nói chuyện của anh Ngô Kỷ, nói chuyện với nhà báo Nguyễn Xuân Nam, nói là người Việt không cần phải bỏ phiếu cho người Việt, rồi thấy trên Facebook của anh Ngô Kỷ cũng đặt ra vấn đề là anh chàng mà tưởng đang là hoang tưởng là đô trưởng của Westminster, là có phải là nô tài tay sai hay là đang đi đêm với ông Triệu Phát để mà đưa ra những cái dự án gì đó, và như vậy thì có phải là hối lộ tham nhũng hay không, có làm ích nước lợi dân, thành phố Westminster có được lợi gì hay không, Little Sài Gòn có thật sự sẽ được phát triển hay không, hay là chỉ là vì lợi dụng cái chức vụ mà không bất chấp gọi là cái nguyện vọng của người dân, không thèm hỏi ý kiến người dân, đi đêm với tài phiệt để mà phục vụ giới tài phiệt, để mà được bôi trơn, được đấm mõm, để mà trục lợi, nói chung là lợi dụng chiêu bài chống cộng, tự nhận mình là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa để kiếm phiếu, để có được cái chức, rồi sau khi có chức vụ rồi thì chỉ biết lo vung vén vơ vét để mà vinh thân phì gia. Thì chính bây giờ là ông Ngô Kỷ cũng đã đặt vấn đề, và ông Dương Đại Hải cách đây mấy hôm ông không dám nói thẳng ra, nhưng mà ông cũng có xác nhận như vậy, nhưng mà mặc dù giống như Khải nói, ông nói như vậy nhưng mà ông có một điều Khải phải nói thẳng, tức là nếu có lẽ là Khải quên, nhưng mà trong tương lai Khải sẽ đặt vấn đề với ông Dương Đại Hải, có nghĩa là ông nói mà ông chỉ mới dám nói một nửa thôi, ông không dám nói hết sự thật, nhất là ông lại đi hai hàng, ông lại quay qua ông nói ồ nhưng mà những người dân cử đó không làm gì sai, bạn bè hết, ông sẽ xin lỗi và sẽ đoàn kết, sẽ hòa giải với nhau. Và Khải đã giải thích không, đối với những người như Khải đây là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, chính tà, sai trái, vi phạm pháp luật, phạm pháp, vinh thân phì gia, tham nhũng hối lộ, và những lời tố cáo của những người công chính lương. Còn không thì Khải là những người nói láo, Khải sẽ chịu trách nhiệm, Khải sẽ bị trừng phạt. Nếu
Khải hoặc bây giờ ông Ngô Kỷ, ông Châu Đỗ Vinh là những người nói láo, đưa ra những lời cáo buộc vu khống chụp mũ những người dân cử mà ông Dương Đại Hải cho đến ngày hôm nay vẫn nghĩ là con cưng của cộng đồng. Trong khi đó ông một mặt thì ông tranh cử, ông nói là ông ra ông sẽ không làm chức vụ, không, ông Dương Đại Hải ông nói ông sẽ không lạm dụng chức vụ, sẽ không lạm dụng chức vụ để mà trục lợi, để mà vung vén cho gia đình, cho bản thân, cho phe nhóm. Việt Nam gọi là lợi ích nhóm, nhóm lợi ích đó. Ủa nếu mà cái đám bây giờ nó không làm như vậy thì tại sao ông Đại Hải, Dương Đại Hải ông lại nói nếu mà ông đắc cử ông sẽ không làm như vậy? Nhưng mà ngược lại ông lại quay qua ông lại nói nhưng mà những cái bạn trẻ đó là không phải người xấu, ai cũng là người tốt. Thì Khải thấy như vậy là Khải không chấp nhận cái kiểu hai hàng đi nước đôi như vậy. Thành ra đó là một trong vài chuyện Khải hy vọng, có lẽ là không biết ngày hôm mai thì là ngày chủ nhật có phải cái ngày để mà đem những cái đề tài nghiêm trọng như vậy ra để mà mổ xẻ hay không, hay là quý vị muốn chia sẻ những cái đề tài nó mang tính là nhân văn hơn, thân thiện hơn, hòa nhã, vui vẻ hơn, thì Khải sẽ bắt đầu những cái chương trình hội luận, hoặc là nếu không có khách mời thì Khải tự sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ của Khải về những cái vấn đề, những cái lời cáo buộc của Khải. Bây giờ có thêm ông Ngô Kỷ, và nếu Khải không lầm thì chính ông Châu Đỗ Vinh cũng đã công khai tố cáo như vậy. Ít nhất là ông Châu Đỗ Vinh tố cáo truyền thông là không trung thực, mặc áo thùng vái nhau, không tốt, không biết tôn trọng sự thật. Và đó là những cái điều mà Khải kêu gọi bao nhiêu lâu nay. Khải yêu cầu truyền thông Việt Nam phải biết tôn trọng sự thật, bảo vệ sự thật, bảo vệ lý lẽ và công đạo, chứ không phải là chỉ biết là bưng bô bao che cho nhau, lợi dụng uy tín để mà bao che cho nhau, để mà bưng bô, để mà lăng xê phe ta, gà nhà đó. Thì một lần nữa, nếu mà quý vị nào từ giờ trở đi, giống như Khải nói, ban chiều từ khoảng 7 giờ trở đi thì Khải sẽ bắt đầu chương trình live. Và nếu mà không có ai là mà lấy hẹn để mà gọi là reserve á, lấy hẹn để mà lên chương trình để mà giao lưu kết nối với Khải và David Minh, thì có thể Khải sẽ phát lại những cái chương trình mà Khải đã thực hiện trước đó. Từ từ Khải sẽ đến đây từ sớm, tức là từ sáng đến trưa thì Khải sẽ ngồi phải làm chương trình, để tối Khải sẽ gọi là phát nguội đó, phát nguội. Nhưng mà nếu mà có bất kỳ ai mà thông báo cho Khải, lấy hẹn với tụi Khải, thì chắc chắn là ban đêm từ 7 giờ trở đi thì Khải có thể sẽ sắp xếp để mà kết nối qua mạng Facebook, Zoom, YouTube. Hoặc là các bạn có biết những cái platform nào thì cứ việc cho Khải biết. Nếu mà Khải với anh David Minh có thể sắp xếp được thì sẽ sử dụng cái platform đó để mà kết nối với nhau. Và Khải hoan nghênh tất cả mọi người, kể cả những người gọi là cựu thù, đối thủ của Khải. Nếu mà quý vị có thể bây giờ quý vị cảm thấy không có nhu cầu, tại vì Khải không có đủ view để mà quý vị phải phải reserve lấy hẹn với Khải, nhưng mà kể cả sau này khi mà lúc đó thời khóa biểu của tụi Khải nghẹt rồi, tức là cũng có được sự đón nhận hoan nghênh, có view, có nhiều người ủng hộ rồi, mà nếu mà quý vị muốn lấy hẹn để lên chương trình để mà tranh luận, để mà đối chất, để mà phản biện, thì Khải cũng sẵn sàng, lúc nào cũng hoan nghênh tất cả mọi người, miễn sao khi mà chúng ta đến với nhau thì phải trên tinh thần ít nhất là tôn trọng sự thật và văn minh lịch sự. Chứ còn Khải cũng không đòi hỏi phải gì đó thân thiện hay là gì hết, tại vì Khải rất là con người trực tính. Thành ra nếu mà mình không cần phải phải thích nhau, không cần phải tôn và là kính trọng nhau, nhưng mà phải có cái giới hạn, tức là trong lúc gọi là cãi lộn với nhau nhưng mà vẫn phải tuân thủ những cái gọi là gì đó, những cái quy tắc hành xử của những người văn minh lịch sự, những người gọi là trí thức có hiểu biết, tức là đá bóng chứ không đá người. Nếu mà tranh luận với nhau thì chỉ tranh luận những cái lập luận, chỉ ra những cái lập luận
Khải có thể nói, quý vị nói như vậy, cái lập luận như vậy là ngụy biện, là ngu dốt, là Khải đang nói cái ngụy biện, cái lập luận đó vào đúng cái thời điểm đó. Trong cái trường hợp này, cái lập luận này nó là ngu xuẩn, chứ chưa hẳn là Khải chửi cái người trước mặt Khải là ngu xuẩn. Đại khái như vậy, nói để mọi người hiểu là đôi khi nhiều người người Việt Nam mình chưa có quen tranh luận, chưa có quen thảo luận, thành ra hay lẫn lộn giữa những cái mà gọi là khi mà Khải nêu ra những cái sự thật phũ phàng. Ví dụ như vậy, giả dụ Khải nói Nguyễn Mạnh Chí có những cái quyết định rất là ngu dốt, hành xử rất là ngu dốt, rất là mọi rợ, thì không có nghĩa là Khải phỉ báng anh ta, Khải chửi bới anh ta, Khải chỉ nói lên sự thật thôi. Thì có thể vài bữa nữa Khải sẽ tiếp tục Khải giải thích tại sao mà Khải nói anh ta giống như là monkey in a suit, giống như con khỉ mà mặc áo vest, hoặc là giống như cái ngôn gọi là tục ngữ của Hoa Kỳ, nó có cái câu là you can take the monkey out of the jungle nhưng mà you cannot take the jungle out of the monkey. Có nghĩa là mày có thể đem con khỉ từ rừng về thành phố, nhưng mà mày không thể lấy cái sự mọi rợ rình rú trong con khỉ đi được. Có nghĩa là con khỉ thì vẫn là con khỉ thôi. Thì thật sự cái câu thành ngữ đó bây giờ nhiều người không dám dùng, tại vì thật sự cái đó là khi mà người da trắng người ta gọi là phỉ báng, người ta lăng nhục người da đen đó, thời xa xưa là người nô lệ da đen đó, thì những cái thần chủ da trắng đó, tức là cái giới giới da trắng đó, giới chủ đó, khi đó còn cái sự mà bóc lột, đàn áp người da đen đó, thì người ta mạ lì, người ta xúc phạm. Và thật sự giống như Khải nói, trong cái vấn đề tâm lý chiến, trong cái vấn đề mà đó là lúc nào cũng vậy. Giả dụ như trong chiến tranh, tại sao mình phải, nó gọi là dehumanize, tức là mình phải thay vì như nhân cách hóa, thần thánh hóa, thì cái này phải ngược lại, mình phải biến đối thủ của mình trở thành những cái thứ quỷ dữ, những thứ súc vật, những thứ không có nhân tính, không có tình người, những cái thứ rác rưởi không đáng để tồn tại trên thế gian. Thì khi mà mình làm được chuyện đó, để mà binh sĩ của mình, mấy cái em bé 18, 20 tuổi đó, binh sĩ của mình, khi mà họ tin như vậy, họ nghĩ là mấy cái thằng đó là nó đâu phải là người, nó là súc vật, nó là ác quỷ, nó là con cháu của ma vương, quỷ sứ, thì họ mới sẵn sàng họ bóp cò, họ tiêu diệt đối phương. Chứ nếu mà họ nhìn họ đang bắn một người con, đang bắn một người anh, đang bắn một người chồng, đang bắn một con người đồng loại với họ, thì rất khó ai có thể mà ra tay để mà sát hại một người khác. Thành ra trong chiến tranh cũng vậy, Khải có học hay là Khải có đọc đâu đó thì họ nói là trong chiến tranh lúc nào cũng vậy. Cái đầu tiên là về tâm lý chiến, là về sĩ khí. Ngoài cái vấn đề mà vận động để mà nâng cao sĩ khí, để mà tinh thần binh sĩ của mình khơi dậy cái lòng yêu nước, cái lòng tự tôn dân tộc, để mà bảo vệ lãnh thổ, whatever, nó là thằng đó nó đào xới lăng miếu của tổ tông, nó đã hãm hiếp phụ nữ của chúng ta, nó đã giày xéo quê hương chúng ta, là kích động cái lòng căm thù. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết vẫn là phải biến kẻ thù của mình trở thành những cái thứ gọi là không phải là loài người, nó gọi là dehumanize, biến coi như nó không phải, làm sao mà cho phe ta thấy là bọn nó không phải là người đó, mày không phải là người, mày là súc vật, ví dụ vậy, thì mới sẵn sàng tiêu diệt ở đối phương. Thì trở lại giống như phải nói là cái chuyện á, cái đó thì phải hiểu. Thì trong vấn đề mà chiến tranh là vậy, nhưng mà tranh cử cũng vậy thôi. Tranh cử tiếng Anh nó gọi là ném bùn, thì mình cũng phải dìm hàng, mình cũng phải bôi nhọ đối phương, thì cử tri người ta mới bỏ phiếu cho mình, không không bỏ phiếu cho đối phương đó. Nhưng mà ý Khải nói đây là cho dù là như vậy, nhưng mà giống như Khải nói là hồi xưa đó, thì khi mà người da trắng đó, để mà có thể mà bóc lột, có thể mà coi như là đàn áp người da đen đó, thì cũng như vậy, họ họ phải là tuyên truyền trong cho là cái cho chủng tộc của họ, tức là của những người da trắng đó,
có cái cảm giác là ồ, người da đen không phải là người, tụi này nó là mọi rợ, nó giống như khỉ, nó chưa có tiến hóa, nó không có cùng cùng nhân loại, đúng không ạ? Tức là nó không có cùng chủng loại với mình, tức là nó thuộc loại coi như là thú vật, là nó không phải là người. Thay vì như thời đại tân tiến bây giờ mình hiểu tất cả đều là con người, chỉ có họ sống ở Phi Châu họ là người da đen nhưng mà vẫn là nhân loại, vẫn là bình đẳng với từ là đồng chủng với nhau, thay vì như Việt Nam mình gọi nhau là đồng bào thì đây phải là đồng chủng. Và từ cái đồng chủng đó thì là áp dụng là cái sự bình đẳng, là mình phải coi họ giống như mình. Nhưng mà ý Khải nói đi, cái thời xa xưa đó thì để mà tiếp tục mà cưỡng bức mà bóc lột mà để mà đối xử với người da đen như là nô lệ đó, thì người da trắng người ta phải tìm cách người ta dìm hàng. Và một trong những cái phương thức tuyên truyền đó đó thì người ta mới nói là nó là khỉ, bây giờ mày có mang con khỉ ra khỏi Phi Châu thì bản chất của nó khỉ thì cũng nó vẫn là khỉ, không thể lấy cái bản chất khỉ cái của nó mà cải tạo để mà cái nó không còn là khỉ nữa. Có nghĩa là tụi này nó là mọi, nó không phải là người. Bây giờ mày có đem nó từ trong rừng về thành phố thì nó cũng cũng không trở thành người văn minh được. Đó, Khải nói dung dài để Khải ý muốn nói là đó là lý do tại sao cho đến ngày hôm nay đó, những người như Khải không muốn dùng cái từ đó. Tại vì cái thành ngữ đó nó chỉ giống như Khải kể, cái xuất xứ của nó là như vậy, là một cái sự bất công, là một cái vấn đề tuyên truyền xuyên tạc để dìm hàng, để bôi nhọ người da đen thôi, để mà xúc phạm, để mà tìm cách nói là người da đen là cái chủng tộc hạ đẳng. Đúng rồi, nó là một cái chủng tộc hạ đẳng, người da trắng là chủng tộc thượng đẳng. Có nghĩa là tụi da đen là tụi mọi rợ, người da trắng là người giống như con của Chúa, con của trời, mới là văn minh tiến hóa. À, thành ra cái thời đại của tụi Khải thì không muốn lặp lại những cái câu thành ngữ đó. À, Khải nói như vậy để nói cái câu thành ngữ mà nói là bạn có thể mang một con khỉ ra khỏi rừng nhưng mà không thể nào mang cái tính chất rừng rú ra khỏi con khỉ. Ý Khải nói là cái câu đó hồi xưa nó áp dụng cho người da đen. Nhưng mà rất buồn kính thưa quý vị là khi mà Khải đến Khải họp hội đồng thành phố thì Khải nhìn cái cách hành xử của Nguyễn Mạnh Chí đó thì Khải thấy rõ mồn một. Nguyễn Mạnh Chí là một cái tiêu biểu để mà mọi người đều hiểu là tại sao có cái câu thành ngữ đó. Có nghĩa là không những cái câu thành ngữ đó nó áp dụng cho Nguyễn Mạnh Chí, mà cái người da trắng khi mà họ nhìn vô Nguyễn Mạnh Chí thì Khải bảo đảm với quý vị là nếu mà hồi xưa là họ sẽ buột miệng họ phải nói ra câu đó, mà đến bây giờ cho dù là giống như Khải nói, bây giờ mọi người đã phải từ từ tiến hóa, đã phải là sửa đổi, đã văn minh rồi, người ta sẽ tự biết kiềm chế, sẽ không có gọi là dìm hàng những cái chủng tộc khác, tức là không có kỳ thị, không có thể nào coi thường những cái chủng tộc khác cho rằng là họ hạ đẳng hơn mình, hay là nói là cái tụi đó là mọi rợ, khỉ khọt rừng rú, đúng không ạ? Mà cái từ mà quen thuộc nhất hồi xưa tôi phải dùng là FOB. FOB là fresh off the boat, tức là những thuyền nhân mới nhập cư vào Hoa Kỳ đó. Thì giống như phải nói hồi đó mình đâu có biết mình mỏi, mình đâu có biết là mình mỏi, xin lỗi không dùng từ mỏi, mình nhà quê, mình đâu có biết mình nhà quê. Nhưng cái mình nhà quê mình ra tỉnh thì cái người sống từ lâu ở tỉnh thành người ta nhìn thấy mình là người ta thấy rõ cái chất quê mùa của mình. Giống như ông Nguyễn Bính cũng nói em hương đồng cỏ nổi mà bị hư hao ít nhiều đó. Thì nói chung là thay vì gọi là mọi rợ khỉ khọt thì Khải nói nhà quê, đúng không ạ? Thì hồi xưa những cái người như Khải dùng cái từ là fresh off the boat, tức là mấy cái người đó mới nhập cư, tức là thuyền nhân tị nạn hoặc là mới ở những cái xứ khác mới di cư được qua Hoa Kỳ đó. Mặc dù là mình bạn, tức là cái gì đó, cái tiềm năng của mình vẫn là trí tuệ, mình có thể sau này 10 năm sau mình trở thành bác sĩ, mình trở thành giáo sư, mình trở thành luật sư. Nhưng mà 10 năm trước khi mà mình mới bước chân vào Hoa Kỳ thì xin lỗi quý vị, nó gọi là cái từ fresh off the boat. Thì lúc đó ai cũng như ai, rất là quê mùa. Nhưng mà cái khác biệt á, là mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi năm thì những cái người mà như Khải nhập cư vô từ từ, mình học hỏi, mình hội nhập. Đúng không? Như cùng Nguyễn Bính cũng nói là ít nhất là bớt đi cái nước phèn, sạch nước cạn.
hương đồng cỏ cỏ nổi thì nó vơi đi ít nhiều, đúng không ạ? Thì mình bớt quê mùa đi. Nhưng mà rất tiếc kính thưa quý vị, có lẽ hôm Khải xin chấm dứt ở nơi đây, nhưng mà có lẽ trong những chương trình tới Khải sẽ giải thích tại sao nhìn vô Nguyễn Mạnh Chí trong cái vai trò thị trưởng, ngồi trên cái ghế thị trưởng điều hành phiên họp, thì cho chúng tôi những người như Khải cái cảm giác là những con khỉ, mặc dù mang con khỉ từ rừng về thành phố nhưng mà nó vẫn là khỉ, nó không thể trở thành người được. Thì cái đó là cái tình, cái gọi là cái gì đó, cái nó gọi là nằm trong cái hoàn cảnh, cái tình trạng của anh Nguyễn Mạnh Chí của chúng ta, kính thưa quý vị. Dạ vâng, Khải xin lỗi đã kết thúc chương trình trong một cái gọi là gì á, cái đề tài nó không được vui, không biết là Khải nên kết thúc qua cái nói qua một cái gì nó tốt đẹp hơn để mà kết thúc chương trình. Thì nếu vậy để cho phép Khải bật lại cái message hồi nãy trước khi chấm dứt chương trình, Khải nghe Bác Tường nói đó. Mà bây giờ Khải để Khải coi thử ta. Dạ vâng, để Khải thử bật lại nha, coi có được cái đoạn cuối của Bác Cường nói không. Rồi. Dạ vâng, Khải mời các bạn nghe tiếp cái phần nó phần chót của chương trình hồi nãy. Vai trò kêu trời, và ông ấy đưa ra một cái điều kiện mà cả không ai chấp nhận được cái điều kiện đó cả. Thì nó bác là điều đừng là vậy, cháu không biết là ông Trump không biết sách, không biết ông nó dạy ta sao, nhưng mà như bác nói thì ít nhất ông này ông biết là những cái điều kiện tôi ra như vậy là nói cho sướng miệng chứ chẳng ai chấp nhận được. Nhưng mà rõ ràng rất là quá, cứ nó gài bẫy gài biết không, để mà ông ấy tiếp tục ông ấy đi đi để mà tuyên truyền trong cái ban tuyên truyền. Chứ lúc bây giờ ông Hồ Chí Minh chưa có là những các cái người mà chưa có cái lực lượng lớn mà gọi là cai trị một cách vững vững chắc cái toàn Việt Nam. Và cái cuối cùng tôi anh muốn nói một cái câu nữa để mà kết luận đó là vừa rồi tôi thấy thì là nhà nước Việt Nam có tiếp cái ông thủ tướng. Khải xin lỗi, có bạn nào Khải không đọc được tên, bây giờ chắc Khải phải mang mắt kiến. Khải lấy họ là Mai, Khải không biết tên là gì Mai. Và đọc là... Khải xin lỗi, Khải không đọc được nha. Qua cái phone Khải không đọc được chữ, Khải xin phép là sẽ trả lời sau trong những chương trình sau này nha. Chứ còn bây giờ Khải thấy một vài cái comment mà Khải không đọc được. Ta nói là chỉ là nước Việt Nam nó có cái kẹt là nước Việt Nam nó kéo dài, nó rất mỏng, nó kéo dài từ Hải Nam qua đến mũi Cà Mau, và thế lực thù địch ngay ở bên cạnh nó chỉ việc đánh vào giữa nước Việt Nam, nó là cắt ra làm đôi, và quả tình nước Việt Nam đã bị cắt ra làm đôi ở cái dọc sông Bến Hải. Do đó mà cái vision đứng về phương diện chiến lược đó là Việt Nam phải là một cái nước mà nó không mỏng mà để bị cắt đứt ở giữa. Mà rõ ràng nhất là ví dụ như là năm 79 Đặng Tiểu Bình cái là gì đó, nó đã bảo nó cho Việt Nam một bài học, nó đánh nó xui bọn Pol Pot đánh ở cái miền miền Tây cái gì đó, nó biết rằng thì là Việt Nam với Campuchia thì vẫn có cái mối thù, coi như rằng thì là Việt Nam là chiếm cái đất Campuchia chẳng hạn. Thành ra do đó cái suy nghĩ của nhà cầm quyền Việt Nam là đương muốn làm một cái khối ba nước Đông Dương, tiến tới cái ba nước Đông Dương, nhất là bây giờ đối với Lào thì mình đã lo được rồi. Và cái chuyện mà ông
ông Hùn đó, ông ấy gặp Tổng thống Mỹ tại Việt Nam đó, nó không phải là một cái chuyện nhỏ mà ngoài đi ăn bữa này bữa kia đâu, nhưng mà đấy là một trong những các cái uy tín lớn, và đây là một trong những các cái mưu cầu nó chưa thành công nhưng mà đã lé ra một cái ánh sáng ở cuối đường hầm, tức là Việt Nam sẽ là một trong những cái nước mà trong cái liên bang Đông Dương, và người ta cũng nhìn rất thẳng thắn. Bây giờ là Việt Nam là ở trong những cái hội nghị quốc tế, nhất là hội nghị Đông Nam Á, thì Việt Nam là được đánh giá cao ở trong các nước Đông Nam Á, vì rằng thì là về phương diện quân sự, về phương diện kinh tế, vân vân, thì Việt Nam cũng là nó làm thực tế, nó lãnh đạo mấy cái nước ở trong cái gì nhỉ? Liên hiệp Asian, vâng, các nước Đông Nam Á, vâng, là mà các nước Đông Nam Á thì đây là cái lúc mà cái vùng này là vùng sôi động nhất, cái vùng này là một cái vùng mà Biển Đông là cái vùng mà mình phải đối đầu và mặc cả từng đất đất, từng làn sóng của cái Biển Đông, và đấy mới là cái lý do mà Tập Cận Bình nó dạy Việt Nam. Nếu vậy bác thấy hồi nãy mình có nói á, là nếu vậy bác cũng có tạm gọi là không biết là dự đoán trên liệu hay là chỉ có nói chia sẻ thôi, là nói có thể là Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ đề nghị đúng không ạ, giao cho hay là mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm thêm nhiều vai trò khác, ít nhất là chủ tịch nước, là gần như trở thành một vị quân chủ rồi, đúng không ạ, một vị quân vương rồi. Thì bác nghĩ sao về cái scenario, tức là cái kịch bản đó, và cũng như là có nhiều người nói là Đảng Cộng sản Việt Nam là hẹn với giặc ác với dân, tức là vì đã bán nước cho Trung Cộng rồi là bây giờ mới phải chúc phế Phạm Bình Minh rồi Nguyễn Phúc rồi kia đó. Thì bác nghĩ sao về cái gọi là cái tương lai của Việt Nam, cũng như là về cái vấn đề Việt Nam với Trung Cộng? Vâng, đấy nha, đấy mới là một trong những cái mà tôi thấy thì là cái lúc bây giờ là nó đã phải năm 1979 là phải đánh Việt Nam, và nó dùng những cái chữ mà rất là hỗn xược dạy cho Việt Nam một bài học, và cái chữ dạy đó nó mang tính cách, nó cũng mang một cái tính cách chủ quan, là chính người tàu đã giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhiều trong cái chuyện mà chống thực dân Pháp, chống Mỹ, thành ra thế thì nhưng mà bây giờ nó tới một cái mức là người ta vẫn thường nói là Việt Nam làm với giặc ác với dân đó, và cái chuyện của ông Phạm Bình Minh đó bị coi như là bị hạ bệ, là bởi vì rằng ông Phạm Bình Minh là cái người Tây học quá, ông ấy là học những trường Mỹ vân vân, thì nhà cầm quyền Việt Nam thì họ phải dẹp ông ấy xuống cái vai trò đó để cho tránh cái tiếng là thân Mỹ quá, thân Tây phương quá, và đồng thời với cái đó thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng lại cho ông Nguyễn Xuân Phúc nghỉ việc luôn, thành ra cái đó nó là một cái biến chuyển rất lớn, và theo tôi là cùng với cái bàn cờ thế giới mà Việt Nam thì không thể chủ động được, nhưng mà bàn cờ thế giới bây giờ nó đương xoay sang một cái những các cái bàn cờ mới, một cái vai trò mới, một cái diện mạo mới, một cái chiến lược mới, thì trong những ngày sắp tới tôi nghĩ rằng thì là cái chuyện mà ông Phạm Bình Minh rồi thì là ông Nguyễn Xuân Phúc rồi thì là sẽ có những các cái những cái cuộc hội nghị bất thường nữa, hoặc là người tàu có thể lại sẽ có một cái cuộc mà người tàu gây cấn
đánh điếc ở Việt Nam. Thì lúc bây giờ thì Việt Nam trong tình trạng chiến tranh thì không còn bầu cử nữa, và nó sẽ tiến tới một cái nguy hiểm mới. Trong cái giai đoạn mới thì nhà cầm quyền Việt Nam thì phải tổng động viên, không còn chơi cái trò mà dân chủ hay là bầu đoán gì nữa. Đấy là theo tôi dự đoán thì có thể nó xảy ra như vậy. Dạ vâng, trời cũng tối rồi và cũng lạnh rồi, và cho có mời bác có lời chào khán thính giả để kết thúc chương trình. Vâng, xin chào quý khán giả, và chúng tôi hẹn nhau thứ ba, thứ sáu, và ít nhất thì là thứ sáu này chúng ta sẽ có một cái cuộc nói chuyện nó cũng rất là gần với là cái chợ hoa. Dạ, lúc đó là chắc hy vọng có hoa rồi không ạ? Thật ra cái nền nó rất đẹp. Và như bác Cường nói, tại vì thường, kính thưa quý vị, Khải không có giao lưu. Tức là trong lúc làm chương trình thì Khải không có đọc những cái comment, Khải không có trao đổi này nọ. Nhưng mà có lẽ là bác Cường cũng có theo dõi nhiều cái chương trình YouTube của những cái kênh khác phải không ạ? Thành ra thì có lẽ là bác Cường cũng đề nghị như vậy. Thì Khải hy vọng các bạn sau khi xem chương trình này thì cứ việc vào comment hoặc là gửi tin nhắn cho Khải qua email hoặc là qua số phone, đúng không bác? Để sau mỗi chương trình thì Khải sẽ giao lưu bằng cách là đọc những cái câu hỏi của quý vị cũng như những cái phản hồi của quý vị để bác Cường có thể trả lời, cũng như là kỳ tới. Dạ, sau mỗi chương trình như vậy thì cái thứ ba thì thứ sáu chúng tôi sẽ Khải sẽ đọc một số những cái comment của quý vị cho bác Cường để bác Cường có thể hồi đáp. Và cái chương trình của chúng tôi là không có mạnh gì bao nhiêu, thì chúng tôi phê bình những cái chương trình khác. Chúng tôi coi như là đây là một cái truyền thông của truyền thông. Tôi là báo của các báo, tôi tổng hợp và tôi phân tích. Cũng không sai nhiều đâu quý vị, tại vì có lẽ là không phải Khải nổ, nhưng mà Khải công khai, Khải nói để mọi người biết. Như khi bác Tường nói như vậy, có nghĩa là những cái cuộc nói chuyện của Khải với bác Tường đó thì đa phần những người đồng nghiệp người ta có theo dõi, đúng không bác? Dạ, dù như quý vị như là Đỗ Dũng rồi Đế Phạm, Vũ Hoàng Lân, ví dụ như vậy, thì họ cũng có theo dõi. Và mặc dù Khải không dám nói là họ ngưỡng mộ, đồng tình gì với chúng tôi, nhưng mà ít nhất là cái tiếng nói của chúng tôi thì cũng có được cái sự chú ý theo dõi của một số, đúng không? Những nhân vật trong cộng đồng, ông Pháp Bùi rồi này kia, rồi những vị dân cử, nhất là những đối thủ của Khải mà bị Khải gọi tên này kia đó, thì chắc chắn như Ngô Kỵ là họ cũng có theo dõi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Khải cũng cảm ơn bác Tường, rồi trời lạnh rồi phải để bác Tường về nhà. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Vâng, xin chào quý vị. Dạ vâng, cảm ơn các bạn. Đó là cái điều mà Khải rất hân hạnh khi mà bác Nguyễn Mạnh Cường, mặc dù là có làm chương trình với những cái kênh như là anh Vũ Hoàng Lân, Phúc Usa TV, chỉ có hỏi bác vài câu có 5-10 phút mà có thể có mấy trăm ngàn view, hoặc là ngồi những chương trình hội luận của bác có thể lên được mấy triệu view, nhưng mà bác vẫn chấp nhận tiếp tục làm chương trình với Khải. Đến thời gian này có khi xuống còn mấy chục view, 100-200 view. Nhưng mà như bác nói thì bác không ngại, là tại vì bác chấp nhận là những cái chương trình của Khải với bác là truyền thông của truyền thông, tức là chúng tôi là đối tượng của chúng tôi, giống như nãy Khải nổ đó, là bây giờ là con trai của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trước đây là ông Võ Văn Thưởng, là những đối tượng mà Khải muốn gửi gắm, Khải muốn chuyển những cái thông điệp của Khải, Khải muốn những cái thông điệp đó, những cái góp ý đó đến tai họ. Hoặc là những người đồng nghiệp của Khải, chứ Khải không quan tâm đến view, và đó không là cái mục đích của Khải, không phải là để kiếm view, triệu view, trăm ngàn view, mà cái Khải chỉ hy vọng những cái trăn trở, những cái ý tưởng, những cái ý kiến, những cái góp ý của mình sẽ một hình thức nào đó, sau một thời gian nào đó sẽ đến tai được những người mà Khải mong muốn họ sẽ nghe được. Còn họ có tiếp nhận, họ có tiếp thu, họ có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Nhưng mà giống như Khải nói, đối tượng của Khải là mặc dù là rất là ít ỏi, giống như bác Cường nói, truyền thông của truyền thông. Nhưng mà đó là cái hướng đi của Khải, và Khải với bác Cường
cũng không phải phải nói Bắc Cường, nhưng mà ý là qua cái chương trình đó thì ít nhất Bắc Cường cũng chấp nhận cái chọn lựa của Khải, và Khải rất là in content, tức là cũng chẳng có tự hào, chẳng có hãnh diện gì hết, nhưng mà ngược lại mình cũng rất là tự tại, tức là không có hối hận, không có bất mãn, không có tức tối, không có ghen tức gì với ai hết. Nếu mà họ có nhiều view, họ có tiền, có danh, có gì là chuyện của họ. Còn đối với Khải, Khải vẫn tiếp tục làm công việc của Khải, và cho đến ngày hôm nay, giống như Khải nói, Khải cảm thấy rất là an ủi khi mà có người nói với Khải là họ đã thấy có sự biến chuyển trong tư duy, trong nhận thức, trong thái độ, cái động thái của đồng hương trong cộng đồng. Kể cả giống như Khải có nêu ra một vài tên, giống như ông Dương Đại Hải bây giờ cũng nói, Khải không dám nói là ông lặp lại những cái lập luận của Khải, những cái thông điệp của Khải, nhưng mà rõ ràng những người như họ bây giờ mới nói những cái chuyện mà những người như Khải đã nói ròng rã mấy năm nay rồi. Giống như Khải nói khi mà Khải chửi Nguyễn Minh Chí ngu, thì rõ ràng ông Ngô Kỷ với ông Châu Đỗ Vinh bây giờ cũng công khai, cũng là xác nhận là Nguyễn Minh Chí ngu. Và khi mà Khải cũng như là dựa vào những lời tố cáo của bà Kim Ly Hồ là tố cáo Nguyễn Mạnh Chí, Chí Tạ có cái những cái hành vi quyết định, Khải chưa dám xác xác định là phạm pháp, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là tạo một cái gọi là một cái hình ảnh là có vấn đề, khiến cho người ta phải đặt nghi vấn, và như vậy phải điều tra. Và rõ ràng bây giờ tiểu bang đang điều tra, văn phòng giám sát quận Cam, ông Andrew Đỗ, giám sát viên gốc Việt, và từ đó có thể sau này họ sẽ lần xuống và nghe nói là cũng đang điều tra ông Chí Tạ. Và Khải không biết là bây giờ ông Ngô Kỷ đang tố cáo Charlie, thì không biết đây là cái động thái tranh cử bôi nhọ nhau. Là rõ ràng là giống như Khải, khi mà Khải tố cáo là Khải nói là hoàn toàn không có dính líu gì đến cái vấn đề mà phe phái hay là chửi mướn, đánh mướn hay là nhận tiền để mà bôi nhọ, ném đá đối thủ của ai hết. Khải chịu trách nhiệm cái lời tố cáo của Khải. Mà nếu hôm nay Khải tố cáo thì 10 năm nữa, 20 năm nữa quý vị quay lại gặp Khải sẽ vẫn thấy Khải tiếp tục đang còn tiếp tục đeo đuổi cái công việc cho đến khi nào công đạo được thực thi. Kính thưa quý vị, Khải xin lỗi, Khải nói là Khải sẽ kết thúc chương trình ở trong một cái gọi là cái gì ta, cái thôn đó, một cái đề tài gì đó nó nhẹ nhàng hơn, nó vui vẻ hơn, nhưng mà quay qua quay lại thì lại tiếp tục trở lại vấn đề phân bua Thanh Minh Thanh Nga và tiếp tục lên án tố cáo. Thì thôi, coi như là Khải cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bây giờ đã là chủ nhật cuối tuần, bây giờ Việt Nam đang là chủ nhật, còn bên Cali thì mới sáng sớm chủ nhật thôi, bây giờ chắc khoảng 3 giờ sáng. Thành ra Khải cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúc các bạn một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Coi như là xem chương trình của Khải thì không có vui vẻ được, tại vì cái bản tính của Khải là công luận viên, công tố viên mà. Thành ra lúc nào cũng chỉ có là lên án tố cáo và trình bày những cái sự thật phũ phàng thôi. Hy vọng từ từ Khải sẽ cố gắng, Khải từ từ, không phải là sửa đổi, không phải là quay xe, nhưng mà cố gắng làm sao mai mốt từ từ mình dung hòa, mình cũng 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 tiếng Anh nó gọi là adjust, adjust tức là mình cũng thay đổi từ từ đó, để mà ít nhất là cũng không phải là vì phải làm theo ý của quý vị, nhưng mà ít nhất dù sao đi nữa thì đây là một cái hình thức làm chương trình, là có cái sự giao lưu, tức là mình nói thì phải có khán thính giả xem, thành ra dù sao mình cũng phải tôn trọng khán thính giả. Thì Khải xin lỗi là lúc nào cũng khiến cho quý vị cao tăng xông lên máu, và khi xem những cái chương trình của Khải thì lúc nào cũng cảm thấy nó cái sự mà nó gọi là tense, phải không ạ? Tức là cảm giác như là bị gọi là gì ha? Tense tức là bị tức là không có được thư giãn đó, mà giống như nó ngược lại với cái thư giãn đó, mà lúc nào căng thẳng. Thành ra Khải xin lỗi. Và một lần nữa coi như Khải xin lỗi nếu mà đã làm khiến cho quý vị lúc nào cũng có cái sự căng thẳng, có cái sự bực bội, lo âu hoặc là buồn phiền khi mà xem những cái chương trình của Khải.
Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái đó là ngoài cái cá tính thì nó còn là cái mục tiêu, cái công việc của Khải, tức là Khải làm chương trình YouTube là chỉ là cái phương tiện, còn cái mục đích của Khải ngắn gọn mà nó hơi bổ bã là dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn. Thành ra nói chung là nếu mà quý vị mà muốn thanh thản, muốn thư giãn, muốn vui vẻ, có lẽ là sẽ không có thích hợp để xem những cái chương trình của Khải. Nhưng mà Khải rất mong muốn là quý vị ít nhất một tuần cũng nên bỏ qua, bỏ ra một ngày, một buổi. Nếu không xem những cái chương trình của Khải thì cũng xem những cái chương trình có liên quan đến cái vấn đề xã hội, vấn đề của cộng đồng, tức là vấn đề chính trị đó. Nhưng mà mình phải biết phân định được cái vấn đề mà chửi bới nhau, đôi co nhau, nhục mạ nhau vì cái vấn đề thù hận cá nhân, hay là chửi mướn đâm thuê, chửi mướn hay là bôi nhọ tranh cử. Ý là nó là mình phải phân biệt được những cái chuyện đó với những cái người như Khải, tức là hoàn toàn chỉ là muốn xã hội nó trở nên tốt đẹp hơn, và khi mà Khải tố cáo là hoàn toàn là chuyện có thật, dựa trên cơ sở, dựa trên những cái nền tảng bằng chứng khoa học, sự thật, lý lẽ. Nếu mà nó không phải là sự thật thì phải có cái cơ sở để mà Khải đặt vấn đề. Và nếu mà sau khi tìm hiểu người đó vô tội, hoàn toàn không có chuyện phạm pháp, không có chuyện tham nhũng, không có chuyện hối lộ, thì Khải cũng xin lỗi. Nhưng mà ngược lại, cái bổn phận của những người như Khải là phải làm những công việc như vậy. Và Khải hy vọng là sau này quý vị sẽ hiểu được cái sự cần thiết của những người như Khải, cái vai trò của những người như Khải, cái công việc mà những người như Khải đã, đang và sẽ phải thực hiện. Nó sẽ góp phần là dọn rác cho xã hội, nó góp phần là phanh phui những sự gian trá, những trò lừa bịp, để giúp cho cộng đồng, giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, môi trường sinh hoạt trong sạch hơn, và phải loại bỏ và trừng trị những thành phần bịp bợm, gian trá, ma mị. Thì giống như xã hội là phải có cảnh sát, đúng không ạ? Phải có nhà giam, phải có trại giam, phải có tòa án để mà trừng trị, truy tố, điều tra, truy tố, xử phạt những thành phần phạm pháp, những thành phần bại hoại trong xã hội. Thì cái chuyện phải làm là phanh phui những cái thứ mà người ta gọi là ngụy quân tử đó, thưa quý vị, tức là những cái thành phần bại hoại giống như trộm cướp, giật giật thì dễ rồi, khi mà nó giật giật, nó ăn cướp, nó thì thấy là bắt thì ai cũng đồng tình hết, kể cả buôn thuốc phiện, buôn ma túy ví dụ như vậy. Thì khi mà quý vị cảnh sát, công an mà người ta bắt được những cái đối tượng đó, người ta trưng ra bằng chứng, là xã hội vỗ tay ủng hộ. Nhưng mà những người như Khải thì đi tìm phanh phui những cái thành phần nó gọi là lưu manh, giả danh trí thức, ngụy quân tử, giống như bác tổng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ đang đốt lò đó, kính thưa quý vị. Tức là tụi nó là có địa vị trong xã hội, tụi nó có âm binh, có tay sai, có ảnh hưởng, có quyền lực, có uy tín và có tài lực, và nó đang có gọi là uy tín bao trùm. Nó là ngụy quân tử mà, nhạc bất quần mà, nó là trưởng môn, danh môn chính phái. Thành ra để mà lật mặt nạ, để mà lột mặt nạ, để mà phanh phui ra, để mà lột trần cái bộ mặt thật của tụi nó ra, để cho mọi người thấy được bản chất côn đồ, lưu manh, gian trá của tụi nó thì không phải đơn giản. Mà trong cái quá trình để mà làm được công việc đó thì chắc chắn là tụi Khải sẽ gặp phải rất nhiều cái sự chống đối, giống như lệnh Hồ Sung, đúng không ạ? Trước khi mà được người ta hiểu, người ta đồng cảm, người ta đồng tình, người ta ủng hộ, thì đã chịu biết bao nhiêu những cái sự gọi là dùng cái từ gì hết, là bị hàm oan, bị lên án, bị tẩy chay. Thì Khải chấp nhận con đường đó, chấp nhận cái số phận, chấp nhận cái những cái rủi ro, những cái oan khiên đó.
Nhưng mà Khải chỉ hy vọng ánh sáng ở cuối đường hầm, tức là bây giờ mình kết thúc cho một cái nó gọi là một cái sự mà gọi là tích cực, chiều hướng tích cực, thì Khải hy vọng đến một ngày nào đó thì quý vị sẽ thấy được vấn đề một cách công bằng hơn, một cách rõ ràng hơn, thì ít nhất thông cảm cho những người như Khải hơn.